Chúng tôi tư mình bên cục này sốt tay đồng rỡ ai bà bà thân em bông bà ca chú chạp chịu xế nó không gồm thân em ân sệt nị tê chà vì bố miên lệ khăn khá lạc cứ hàm hàm nâng bà trâu bông bà giật bông thọt không ca bà bà thân em bông bà ca chú chạp nị chà chân xâm rạp nệ chẳng ngư đài quát miên lệ khăn khá lạc đài đồng rỡ ai mình ai bà bán rưng nâng nệ chẳng ngư khá lạc đài dân cô thầy bà giật bông thọt nơi bê để dân bà thân em bông bà ca chú ch Chà xong chủ đề số nên trong buổi chiều đợt sốc bột thì chà được không thay đi nên trong xong lượng yoga à tập bọn mũi đây để dây tệ tôm cho mũi năng cá para thân nam bộ bát cá chiu chấp rồi có thân nam prachang đồ lý để chia bộ phê thân nam gây hao thà cầm ăn sệt trên nắn steroid anti inflammatory drug chà đôi đây mong muốn thọ bạn đằng hai có đôi chỉ bạn scotchran sản phẩm thân nam bộ bát cá chiu chấp mũi chấm nuôn đôi chỉ thân nam aspirin ibuprofen naproxen chị đàm chà chân crom tham từng ngón ấy cứ chỉ crom tham mũi đại sát là crom tham ăn sệt chỉ tham cùng bạn ca chỉ chạm phong nhưng chỉ tham vẫn thổi cầm đặt rồi liệp hòn chà chân tham ấy cứ sống khăn bên tên crom ca chia vào từ ca chỉ chạm từ đôi chân ca và chân rồi liệp chỉ xem nè đại bụng mày bụng ổn đại quan miên ở bánh hà chưa sửa lại có chú chân chạy chà chú chân cung chú chân chỉ đàm nâng cứ quát ban praprathanam từng ngón đi, sản phẩm thuốc cam chỉ ba hay krom krupet có chứa được thanam đi chỉ trong bữa tiệc mui krom cam một chỉ ba này bánh hà chưa chập phòng đài chả. Còn tại trong khu thanam ăn sệt nỉ miền này thà chỉ thanam mui đại dương prá không cầm đặt mui đại trầm trớ cứ mình miền phao bạc phòn nội còn tại mà sinh chỉ cả này chỉ chứa được đồ prá lơ cầm đặt mình biên chỉ em chỉ trầm trớ cứ ai thuê phòng bạc phòn chả đời xa tại nick trong thọ chuốc cả này khác bọn bọn khác nó về để quạt chứ cứ quạt từ tiếng tham visa được luôn ảnh đại ọt ọt bàn chuốc mùi coupe đây có cơ thể tham năng cứ ai tinh bàn đòi bệnh miêm chèm chè chả cứ vẫn nát cứ vẫn chỉ ai tinh bàn đòi bệnh miêm chèm chè vẫn tài và sân thực cả này bọn mày bọn bọn thuê cả tinh được luôn ảnh đòi mình bàn chuốc mùi coupe đừng thuê miêm phòng bạc phòn đời xa tham ăn sệt này miên chán đối với trong bài đọc một là chứng thải mình chỉ aspirin, ai miên đối với cầm ibuprofen, naproxen, chứng cá para tham nâng tham khát không một tháng ngày như ai para bàn và đón tham khát không một tháng ngày như ai para bàn bị đón, rước ở tham khát không một tháng ngày như ai para lời bị đón, chả và tới bao giờ những cái này bong bóng chư para được luôn ai lưu lưu cầm rớt chán tháng ngày chán khai nâng thua miên phong áp bỏ chán nâng thua miên phong áp bỏ chỉ chán hai chỉ tôi tư mình bên cục này sốt tay đồng rỡ ai bà bà thân em bông bà ca chưa chạp chiều xếp nó không cồng thân em ăn sệt nị tê chà vì bố miên lệ khăn khá cứ hàm hàm nâng bà trâu bông bà giật bông thọt không ca bà thân em bông bà ca chưa chạp nị chà chứng xâm rạp nệ chẳng ngư đài quát miên lệ khăn khá đài đồng rỡ ai mình ai bà bán rưng nâng nệ chẳng ngư nạ khá đài dân cô thầy bà giật bông thọt nơi bê để dân bà thân em bà ca chưa chạp nị chả chẳng đôi chân nhẹ chẳng người đại quạt miên chẳng người bị đồng nhẹ chẳng người quạt miên chẳng người stroke chẳng nơi bề đại quạt ra tháng năm đang tới thôi ai ở bánh hạ bị đồng bao quạt đại miên chẳng người bị đồng nâng có đôi chân chẳng người stroke người hàng nào chẳng người bị hôn stress là sai chim rồi khu cấp ba là sừng người làm việc hiên khru này nâng cái nào đại ra tháng năm đang tới cứ cái này khác ai thôi ở miên ở phòng bạc bảo can đặc làm chả rồi nhẹ đại quạt miên bánh hạ chẳng người tròn nồm miên hai quạt ai xoay tờ rộng luôn bởi vì cả này dân bà tràn lớn lúc ai bà phô lọ tờ rộng luôn quạt chẳng chân sau đó nè chân xoay tờ rộng luôn nè chân bạch đông nè chân stroke rồi còn nè chân khác đại con mình chân lớn sống phía chìm chẳng nè chân đại lớn sống phía chìm khác cả bà bà thân em cổng ấn xếp này có kê ai dân bà nhạc phong đài chẳng ai dân bà nhạc phong đài vì bố ai chờ thua ai mình kè càng lan đi sống phía chìm bà quạt phong đài chẳng nè chẳng người mua chân đông xanh xanh tiết đôi chân nè chẳng người đại quạt mình chẳng người làm chiều xanh nè đại quạt mình chẳng người cần làm đôi chân ca para tham bổng bát ca chưa chập cầm pin sệt ní có trơ tai bỏ giặt bổng thọt phong đài trả bỏ giặt bổng thọt phong đài hay nè chẳng người đại quạt mình bành hà ở tiệm tô chung với nâng ca có treo bẹt cát trả cả lấy khay từ ca bẹt cát đấy nâng ca para tham mua chân đuôi để cầm pin sệt có trơ bàn hàng pram đài để xa
នឹងអាចធ្វើមានការប៉ះពាល់លើការហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងកំពុងពេលគាត់វះកាត់អញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យគឺគាត់នឹងរៀបចំការកំណត់នៅក្នុងកម្រិតណាឬក៏ត្រូវផ្អាកចា៎ដូច្នេះចំណុចទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសំខាន់គឺបងប្អូនមិនអាចទិញឆ្នាំនេះញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបាននោះទេព្រោះលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវហាម5ដូចនេះខ្ញុំបានចម្លើយរ៉ាប់ចឹងថាមានច្រើនមានជំងឺថ្លើមមានបញ្ហាបេះដូងមានបញ្ហាទៅលើត្រង់នោមចា៎និងបញ្ហាទៅលើការបេះកាត់ហ្នឹងគឺការប្រើឆ្នាំបាការជឿចាប់នេះគឺត្រូវបានប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតឬនៃខ្លះគឺហាមតែម្ដងចា៎ករណីខ្លះគឺយើងហាមតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់នេះព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើទៅរយៈពេលយូរទៅតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះចា៎អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងប្រើមិនត្រឹមត្រូវយើងប្រើលើសកម្រិតប្រើរយៈពេលយូរខុសពីការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យផលវិបាកគឺពិតជាមានចា៎ផលវិបាកពិតជាមានអញ្ចឹងផលវិបាកនេះមានដូចជាទី1ថ្នាំបំបាត់ឈឺចាប់ក្រុមអិនសេតនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យទៅជាទម្លាក់ក្រពះអាចធ្វើឲ្យទៅជាដំបៅក្រពះនឹងអាចធ្វើឲ្យធ្លាយក្រពះហូរឈាមទៀតក៏មានផងដែរចា៎ហើយករណីខ្លះដូចនេះខ្ញុំរាយរាប់ចឹងថាអាចធ្វើឲ្យតរងរងមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងបញ្ហាបេះដូងកាន់តែខ្លាំងចា៎ហើយអ្នកខ្លះគឺធ្វើឲ្យឡើងសម្ពាធឈាមកាន់តែខ្លាំងចា៎គឺមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះផងដែរចា៎ដូច្នេះតកតងជាមួយនឹងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់នេះផងដែរការដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតតែមានសុវត្ថិភាពការដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្រិតដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃការដែលយើងប្រើរយៈពេលខ្លីគឺយើងប្រើក្នុងករណីចាំបាច់និងឥទ្ធិពលក៏ដូចជាផលរំខាននៃថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ក្រុមនេះគឺអត់សូវមានច្រើនទេមានផលប៉ះពាល់ទេតែបើថាយើងប្រើជាលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃប្រើជាប់រហូតឬក៏លេបលើសកម្រិតពីគ្រូពេទ្យបានណែនាំចាគឺផលវិបាកដូចនេះខ្ញុំរាយរាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងចឹងដូចនេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រយ័ត្នមែនទែនតាកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ក្រុមនេះដោយសារតែកាលណាដែលយើងលេបមិនបានត្រឹមត្រូវហើយយើងចេះតែលេបតតគ្នាពួកនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនតាកតងជាមួយនឹងករណីនេះពេលខ្លះលេបតតគ្នាពេលអ្នកខ្លះក៏ឈឺស្លាក់ក៏ឈឺអីចឹងគាត់ឃើញអ្នកចិត្តខាងគាត់អីហ្នឹងទៅទិញញ៉ាំថាធូរអញ្ចឹងគាត់ក៏ទិញតាមហើយដល់ពេលទិញតាមដែរទៅគេអត់មានជំងឺអីប្រចាំកាយផងដល់ពេលខ្លួនយើងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់វាជំងឺថ្លើមអីចឹងទៅជំងឺតរងនោមអីចឹងទៅតែដល់ពេលប្រើទៅយើងមានបញ្ហាចា៎ដូច្នេះគួរតែទៅជួបមួយគ្រូពេទ្យជាមុនដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ពិនិត្យមើលជំងឺប្រចាំកាយរបស់យើងសិនថាយើងមានបញ្ហាអីខ្លះថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់នេះគួរតែប្រើដែរឬក៏អត់ហើយបើត្រូវប្រើប្រើនៅក្នុងកម្រិតណាចាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីជៀសវាងពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ចាសូមអរគុណចាគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជ្ជាជាគ្លីនិកប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក